Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buriyo. Mình đi tàu lão chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Malotri. Đây là trận bán kết của giải đi trước mà đồng kính làm là tem của Ti Chợ Gạo Tiền Giang. Như sự chơi kiện của Văn Phi. Còn bên kia là tem của Tân Phú Đông. Đô Giang Mỏ Neo Trực và Triền Hai. Trọng tài là Beo. Không không. Đây là trận bán kết, các bạn hãy chờ xem. Không không. Một không. Lại để. Trời trời. Ôi trời. Một không. Một đều. Đang vô hàng và vô hàng. Mà chỉ lý hay gì rồi. Cho Văn Phi tạm tí chờ gạo. 2-1 Bi môi. Rồi kỹ lên em ơi. Ở đâu mà có cái kèo này trời. Thiệt luôn. Ôi kìa. 2 đều. 2 đều. Không hiểu điều gì đang xảy ra, hy hữu các bạn à. Không hiểu điều gì đang xảy ra. 4-4. Thay người mà không thay người. Đây là có thể nói là một trận banh rất kỳ hữu và bóng như rồi. Đang tiếc cho tạp tí cho gạo bóng ngoài. 3 đều. 1-3 hy hữu giữa người không thay người và thay người các bạn à. 3 đều. Bay bay. Bốn ba. Đây là cuộc đối đầu giữa Tiết Chợ Gạo và Tân Phú Đông. Quá hay. Một pha phòng thủ quá tuyệt vời. Phản công cho Đô. Một đều. 4 đều. Bốn đều. 5-4. Và xử lý hay gì rồi của biên số 4. 5-4.
Hiện tại bây giờ là 18 giờ. Giờ đi phương Tân Hòa, Gò Công, Tiền Giang. Mặt trời vẫn còn sáng sủa các bạn ơi. Năm đều. Một pha kết thúc đầy quy lực biên số 2 và đội của trận Tân Phú Đông. Lại là Giang Mỏ Neo phát bóng bên đệm trực tiếp. Lại là hai pha liên tiếp. Giang Mỏ Neo phát bóng bên đệm trực tiếp. Lip rầu và lip rầu. Quá khó chịu những cú phát bóng của mình của Giang Mỏ Neo. Đây là các cổ động viên nhí. Các cổ động viên rất đam mê và đam mê. Điểm 7 năm. 7 năm. Sáu bảy. Sáu bảy. Đây là trận bán kết khó lường. Bảy đều. Bảy đều. Và kết thúc tốt rồi của trận 8-7 nghiêng về cho Tân Phú Đông. Ở trên lưới hiện tại bây giờ là Đô và Trực. Giang Mạo này phát bóng. Đang tiếc đánh bóng ra ngoài của ta tí chờ gạo 97. Trời ơi. Trời ơi. Quá nguy hiểm. Mười tám. Một pha đầy quy lực của đâu. Thật sự sân bóng này quá tuyệt vời nhất trong các trận mà Đại Lâm từng gặp. Mặt trăng rất tuyệt vời, sình như bùn thôi. Một pha kết thúc đầy quy lực vừa rồi của Phi, Giang Phi. 90. 16 điểm tới, chưa biết điều gì đang xảy ra cho set đấu này. Mười một chín. Điểm 10-11. 10-11. Lại là Giang Mỏ Neo phát bóng ra ngoài. Điểm
11 điều. Sau pha đổi chiến thuật vừa rồi, Văn Phi hiện tại bây giờ đang đối đầu với trực bên kia. Văn Phi đã đổi trắng sang bên trái. Vẫn còn đang tiếp tay đã chạm lưới tẹp tí chờ gạo. 12-11 trận bán kết đang rất hay, rất hấp dẫn, rực đủ tỷ số. Mười hai đều. Mười ba mười hai. Một pha phản công quá ngọt ngào đầy quy lực của Văn Phi. Một pha ra tay quá nhanh. À, ông bầu tí cho gạo thưởng cho mỗi em một vé massage Tô Châu. Một pha chơi lý quá hay rồi cô Đô. Chợ gạo có Tô Châu. Cảm giác pha rồi làm như giống như vào rọ, nhưng thật sự một pha ra tay quá nhanh quá hay. 14-13. Trận bán kết rất hay. Mặt sân quá lầy lội các bạn ạ. Nhưng thật sự các cầu thủ bật nhảy rất tuyệt vời. Mười bốn đều. Một pha chỉ lý quá hay rồi của Đô. 14 đều. Mười năm mười bốn. Một pha phá bóng ăn đệm trực tiếp của Giang Mỏ Neo. Lại thế đang nghiêng về cho Tân Phú Đông. Một pha bước một không tốt rồi của Văn Phi. 15-14. Mười lăm đều. Đây là quả cuối cùng. Trận đấu rất kịch tính, rất hay. Rượt đội tỷ số từng điểm rất hay. Quá hay cho trực. Quá hay cho trực. Một trận bóng có thể nói là kịch tính, rất kịch tính anh thợ các bạn ạ. Trực là người kết thúc 16-15 cho Tân Phú Đông. Có thể nói Giang Mỏ Neo trận đấu này quá hay. Phát bóng bằng điểm trực tiếp liên tục. Quá hay cho Giang Mỏ Neo và Tân Phú Đông.